công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali. Điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 20 tây của tháng 5 của năm 2027, xin lỗi, năm 2024, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới gần 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được trực tiếp gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của VietTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được xuất hiện trên VietTV đài truyền hình 22.2 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio cũng là đài 1560 AM. Và chương trình được chiếu lại trên VietTV On Direct TV của đài truyền hình 2036 và cũng xuất hiện trực tiếp cho quý vị qua VietTV Online hoặc là VietTV trên Facebook. Cho dù là trực tiếp qua VietTV hoặc là radio hoặc là online, quý vị có thể gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000, đó là 844-858-7000. Hoặc là quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichuavongluatsutuan.com. Đó là yichuavongluatsutuan.com. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 20 tây của tháng 5 và thứ hai tuần sau là ngày 27 tây, là rơi vào ngày lễ của Memorial, cho nên chúng ta không có cái chương trình trực tiếp nha. Thứ hai tuần sau là ngày lễ của Federal Holiday, là lễ liên bang, cho nên chúng ta không có cái chương trình trực tiếp. Thứ hai tuần sau thì mình sẽ gửi lại cái chương trình ngày hôm nay là chương trình 592. Cho nên quý vị trực tiếp với chương trình 592 ngày hôm nay và tuần sau thứ hai sẽ được chiếu lại thêm một lần nữa. Và chúng ta sẽ trở lại trực tiếp sau ngày lễ Memorial Day. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì Tuấn có vài cái thông tin để Tuấn gửi tới cho quý vị. Rồi mình sẽ tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2024. Thứ hai tuần vừa rồi thì Tuấn có nói là với quý vị là ban điều hành dưới Tổng thống Joseph Biden đưa ra cái chính sách để thay đổi một tí về cái thủ tục xin tị nạn chính trị ở Nam biên giới của nước Hoa Kỳ hoặc là biên giới của nước Hoa Kỳ. Thì trong cái sự thay đổi đó là những người nào mà có án tích thì cái vấn đề người ta không có đủ điều kiện thì người ta quyết định liền ngay cái biên giới. Và cùng một lúc nếu mà cái sự đàn áp của người ta trong cái quốc gia của ta nó chỉ có ảnh hưởng một phần thôi, một phần cái khu vực nào đó thôi mà người ta có thể di chuyển qua cái phần khác thì người ta cũng không có đủ xin tị nạn chính trị. Đây là những cái sự thay đổi về cái thủ tục xin tị nạn chính trị thôi. Và thứ năm vừa qua nữa là tuần vừa rồi thì Bộ Tư pháp, Bộ Nội an cũng cho biết rằng là bây giờ người ta sẽ bắt đầu thí nghiệm cái thủ tục khẩn cấp giải quyết hồ sơ tị nạn chính trị với tòa di trú nha, với tòa di trú. Cho nên đây người ta không phải là thay đổi cái mặt luật, tại vì cái luật nó thuộc về cái trách nhiệm của Quốc hội. Đây người ta chỉ có thay đổi về cái chính sách, cái policy hoặc là cái thủ tục mà người ta phụ trách để giải quyết những cái hồ sơ này. Cho nên chúng ta thấy trước đó là cái sự thay đổi về cái chính sách, về cái policy, và bây giờ người ta đưa ra những cái chương trình trong cái thủ tục giải quyết tị nạn chính trị cho một số người mà đang xin theo cái phương cách nào để nhanh có kết quả liền. Thì thứ năm vừa qua thì Bộ Nội an cho biết rằng là năm cái thành phố đó là Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles và New York. Đây là năm cái thành phố người ta sẽ thí nghiệm cái cách thủ tục để cho chánh án giải quyết cái vấn đề tị nạn chính trị khẩn cấp liền cho một số người đây. Đó thì người ta lựa chọn năm cái thành phố này là tại vì đa số sau khi tới biên giới thì người ta đi về những cái thành phố lớn giống như thành phố này. Đó, và những cái thành phố này thì hiện tại bây giờ người ta lựa mỗi thành phố khoảng 2 chánh án hoặc là 1 chánh án, tổng cộng là 10 chánh án.
để quyết định giải quyết liền cái thủ tục xin tị nạn chính trị trong vòng 180 ngày nha. Trong vòng 180 ngày. Cho nên nếu người ta được từ chối và được xin cú xét lại với chánh án thì người ta sẽ có cái sẽ có một cái hearing, là một cái ngày tòa để xử luôn, để xử luôn cái vấn đề của người ta xin tị nạn chính trị ở trong nước Hoa Kỳ đó. Và chúng ta cũng biết đa số nó là hồ sơ từ chối, tại cái tỷ lệ mà thắng được cái này nó rất là thấp, nó chưa tới 10%, đa số là sẽ bị từ chối. Mà người ta sẽ cố gắng giải quyết cái này trong vòng 180 ngày. Tại sao 180 ngày? Tại vì cái đề xuất hoặc là cái quy định là nếu mà cái hồ sơ tị nạn chính trị nó đã hơn 180 ngày thì cái người xin tị nạn chính trị có quyền xin cái thẻ đi làm. Cho nên rất là nhiều người biết rằng là không có cách nào mà cái tòa di trú giải quyết được cái hồ sơ của ta trong 180 ngày, cho người ta vẫn xin tị nạn chính trị. Rồi sau 6 tháng hoặc là 180 ngày thì người ta xin cái thẻ đi làm. Đó. Thì đây là một cái cách để đối phó cái vấn đề là những cái hồ sơ nào thấy yếu thì người ta sẽ từ chối liền và từ chối trước 180 ngày để người ta không có cái cơ hội để xin cái thẻ đi làm, để cho người ta tạm thời đi làm hoặc là trốn lại đi làm ở đây. Đó thì đây là một cái hình thức mà mình đã thấy trước đây rồi, trước đây rồi. Nghĩa là trước đây trong cái thời điểm đầu năm 2000 thì tòa di trú đã thử một cái phương cách này rồi, nhưng mà cái kết quả nó cũng không có được. Đó. Thì bây giờ người ta muốn thử lại. Đó. Để cho quý vị hiểu biết là tại sao cái tòa di trú không có giải quyết được kịp trong vòng 180 ngày là như thế này. Là hiện tại bây giờ chúng ta có khoảng hơn 600 chánh án về chuyên về chánh án di trú thôi. Và chúng ta có 68 tòa di trú. Nhưng mà tổng cộng lại hết tất cả những cái hồ sơ mà tòa di trú phải giải quyết trong quốc gia Hoa Kỳ là hơn 3.6 triệu hồ sơ lận. 3.6 triệu hồ sơ lận. Đó. Cho nên tất cả những cái hồ sơ mà không liên quan về tị nạn chính trị thì người ta tạm thời người ta reset lại, hoãn lại, rồi người ta cho cái ưu tiên để giải quyết cái hồ sơ tị nạn chính trị liền. Cho nên bây giờ 3.6 triệu hồ sơ chỉ có 600 chánh án mà chỉ có 68 cái tòa di trú thôi. Cho nên nó rất là khó để giải quyết được những cái hồ sơ tị nạn chính trị trong vòng 180 ngày. Và đây cũng là cái lý do tại sao người ta tới cái biên giới. Cho dù mình biết là cái hồ sơ của người ta nó yếu, tại vì cái sự đàm áp nó có thể là nó không mạnh giống như những cái hồ sơ trước đây, nhưng mà người ta vẫn xin. Đó, để mục đích gì? Để mục đích sau 180 ngày người ta có cái quyền xin cái giấy phép lao động, rồi từ từ người ta xin ăn xin xã hội bằng lái, rồi người ta ở lại đây. Đó. Thì đây là một cái phương cách để cho Bộ Nội an, hoặc là mình nói chính xác hơn Bộ Tư pháp, tại tòa di trú là Bộ Tư pháp, để đối phó với những cái hồ sơ xin tị nạn chính trị ở trong nước Hoa Kỳ. Okay. Bây giờ Tuấn mời quý gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Tuấn có rất là nhiều câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn, đặc biệt nhiều email mà quý vị đã gửi trực tiếp từ bên Việt Nam. Trước khi Tuấn trả lời một số email này hoặc là điện thoại, bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2024. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2024, bản B, đây for filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2023. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1
Tháng 1 năm 2017, diệt F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2010. Diệt F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 6 năm 2024. Và thưa quý vị, đó là phần B của cái Visa Bulletin của tháng 6 của năm 2024. Trong phần 2 của chương trình thì Tuấn sẽ gửi cái phần A luôn. Số điện thoại là 844-858-7000, đó là 844-858-7000, hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichuacong@luatsutuan.com, đó là yichuacong hoặc là avong@luatsutuan.com. Bây giờ cho Tuấn nhờ cô Tỷ Lệ giúp cho Tuấn đọc một số email mà quý vị đã gửi cho Tuấn. Xin mời cô Tỷ Lệ. Dạ chào luật sư, con gái tôi qua Mỹ theo diện K-1 từ tháng 6 năm 2022 và được cấp thẻ xanh 2 năm vào tháng 5 năm 2023. Có một con chung gần 4 tuổi, con đã có quốc tịch. Trong thời gian chung sống, chồng con gái tôi không có ký tên để gia hạn đổi lại thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm nếu con tôi không ký đơn ly dị. Vậy tôi hỏi, chồng con gái tôi có quyền cho con gái tôi về Việt Nam bất cứ lúc nào hay không? Thứ hai, nếu chồng của con gái tôi không chịu ký đơn đổi thẻ xanh thì con gái tôi làm như thế nào? Câu thứ ba, con gái tôi phải đợi bao lâu mới được nộp đơn tiểu tịch? Xin cảm ơn luật sư. Ok, khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi này thì mình thấy là đây cũng là một cái lý do mà mình có cái chương trình này để giúp cho người ta tìm hiểu thêm. Ok, hy vọng là con gái của ông bà có cơ hội để theo dõi cái chương trình này để tìm hiểu thêm. Trước nhất đó là trong cái vấn đề di trú và nhập tịch, nhiều khi nó intersect, nó lại đụng vào những cái mặt luật khác. Giả sử luật hình sự, nếu người ta phạm tội thì có thể bị trục xuất là di trú luôn. Luật thuế má, nếu người ta làm ở ngoài nước cũng là liên quan tới vấn đề di trú luôn. An sinh xã hội cũng là liên quan tới di trú luôn. Và luật gia đình cũng là liên quan tới vấn đề di trú luôn. Cho nên trong cái vấn đề này đó, thì Tuấn muốn là con gái của cô chú hiểu rằng là đây nó không phải là mặt luật di trú không. Nó vừa là mặt luật di trú và vừa mặt luật gia đình. Luật di trú là luật liên bang, 50 tiểu bang, một mặt luật. Còn luật gia đình là luật của tiểu bang. Mỗi tiểu bang có cái luật riêng. Đó. Và nhiều khi nó không phải luật tiểu bang mà nó lại ăn thua từng một quận nữa. Ở trong nước Mỹ mình có hơn 5.200 mấy chục quận lực. Đó. Cho nên khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi này, Tuấn muốn nhắc nhở rằng là nó không phải là luật di trú đâu, mà nó lại thêm cái luật gia đình, và nhiều khi hai cái nó intersect với nhau. Đó. Nào, luật gia đình thì Tuấn không có trả lời trong chương trình này. Nó có những cái chương trình khác với những luật sư khác để giúp giải quyết cho. Nhưng mà Tuấn có thể nói một câu rất đơn giản thôi. Trong cái thủ tục gia đình, luật gia đình, kiện tụng gia đình giống như ly dị, người ta đừng có nghĩ theo kiểu Việt Nam là không ký là không được. Nó không phải là như vậy. Trong cái thủ tục luật gia đình mà ly dị, người ta tranh chấp là không phải là không ký, mà người ta tranh chấp cái lý do người ta ly dị, cái vấn đề tiền child support, cái vấn đề tài sản, hoặc là ai có quyền nuôi con. Đó. Chứ không phải là không ký, không được ly dị. Cái đó hoàn toàn là không đúng, giống như cái theo cái suy nghĩ ở bên Việt Nam. Ở đây, nếu mà người ta đưa cái đơn kiện tụng ra thì mình có trách nhiệm tìm luật sư để hồi âm lại với bên tòa. Còn nếu mà không hồi âm sau bao nhiêu ngày thì có thể mất cái quyền lợi luôn. Cho nên make sure nếu mà trong cái thủ tục ly dị là có cái luật sư chuyên về luật gia đình trong cái tiểu bang, trong cái quận mình đang cư ngụ để biện hộ cho. Đó. Nhưng mà nhớ rằng là không phải là không ký là không được ly dị. Đó. Cho nên nếu mà có cái mentality hoặc cái suy nghĩ như vậy, nhiều khi nó là cái thiệt thòi rất là lớn đó. Ok. Nào, trở lại cái vấn đề di trú. Đây đi qua diện đính hôn
rất tốt là đã có cái thẻ xanh rồi, rất tốt đó. Tại vì nếu mà đi qua đại diện đính hôn mà chưa có thẻ xanh mà gặp những cái phức tạp này thì nó rất là mệt, nó rất là mệt đó. Cho nên đây, nếu mà đã có cái thẻ xanh 2 năm từ tháng 5 của năm 2023, nghĩa là tháng 5 năm tới hết hạn đó, thì bây giờ vợ chồng lục đục đó là chuyện rất là bình thường, rất là bình thường. Cái hôn nhân di trú nó khó lắm, cái hôn nhân di trú nó rất là khó. Tại vì bảo lãnh một người từ ở ngoài nước vào đây, rồi người ta phải như thế nào người ta sống được, và như thế nào mình phải giúp cho người ta tìm hiểu công ăn việc làm, và cộng thêm một con nhỏ nữa. Cho nên cái hôn nhân di trú nó rất là khó đó. Cho nên khi mà nó đi tới con đường chia tay đó, nghĩa là có thể ly dị đó. Mà nếu mình đã có cái thẻ xanh 2 năm rồi thì cho dù mình ly dị, mình vẫn có quyền được xin một mình cái thẻ xanh 10 năm đó. Mà trong cái thủ tục đổi 2 năm qua 10 năm, cái đó là cái 751, đó là hồ sơ của người có thẻ xanh 2 năm chứ không phải là người chồng trong cái câu hỏi này. Cho nên đây cô ta cần làm cái 751 để đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Đó là hồ sơ của con gái của cô chú, để cho con gái nộp với sở di trú để chứng minh cho đây là cái hôn nhân sự thật thôi. Cho nên đã có con chung là nó rất là rõ ràng là hôn nhân thật rồi. Cái luật nó không bắt buộc người ta vẫn phải tiếp tục sống chung hạnh phúc. Cái đó là không phải cái mặt luật di trú. Cái mặt luật di trú, đặc biệt cái 751, người ta chỉ có muốn biết thật hay là giả thôi. Khi đã có con chung, nó rất là rõ ràng là sự thật rồi. Còn nếu người ta chia tay, người ta ly dị, thì một mình con của con gái của cô chú có quyền nộp cái 751. Và khi có con thì sở di trú sẽ chấp thuận cái 751 đó. Cho nên trở lại ba cái câu hỏi, ông ta có quyền đuổi mình không? No. Đây, cái hôn nhân nó không hạnh phúc thôi đó. Cho nên người này đã có cái thẻ xanh 2 năm rồi, cho dù ông ta ký hay không ký, cái vấn đề quyền là sở di trú. Nhưng mà sở di trú thấy cái hôn nhân thật này thì thường thường nó không phải là cái thủ tục trục xuất. Nhưng mà con gái của cô chú cần đổi cái thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Khi mà tới tháng 2 của năm 2025, nghĩa là 90 ngày trước khi cái thẻ xanh 2 năm hết hạn đó. Mà nếu mà người chồng không có tiếp tục ký cái đơn đó thì cô ta có cái sự lựa chọn, một là nộp thủ tục ly dị, tranh chấp về con cái, nuôi dưỡng, trợ cấp, child support. Rồi kèm cái 751, cô ta nộp một mình với cái 751 và cái đơn xin ly dị để trình bày đây là hôn nhân thật, nhưng mà cái hôn nhân này nó chấm dứt và có thể chấm dứt tại vì không hạnh phúc thôi. Đó. Thì vẫn có quyền làm như vậy được. Còn quốc tịch khi đã chia tay hoặc ly dị rồi thì phải chờ 5 năm là tháng 5 của năm 2028. Rồi sớm nhất mà có quyền nộp đơn xin quốc tịch là tháng 2 năm 2028 nếu mà không còn sống chung hoặc đã ly dị. Trên trở lại cái câu hỏi chính là như này đó. Khi mình có thẻ xanh 2 năm rồi đó, thì cái bước kế tiếp là cái hồ sơ của mình với sở di trú đó, để cho nó thấy được là thật thôi, là hôn nhân thật thôi. Còn nếu mà cái hôn nhân nó tan vỡ cho dù bực bội như thế nào, người chồng có quyền nét cho sở di trú hoặc nói sở di trú, nhưng mà sở hữu chú vẫn phải quyết định là thật hay là giả. Nếu mà thật thì người ta vẫn cho phép quyền ở đây. Rất là cảm ơn đã gửi email cho Tuấn. Bây giờ cho Tuấn xin mời cô Hà đã gọi vào cho chương trình. Xin mời cô Hà lên tiếng đi ạ. Cô Hà Đà Lạt xin mời cô lên tiếng đi cô. Chào luật sư. Em tên Hà, em là Đà Lạt. Em có làm hồ sơ bảo lãnh cho người em chồng á. Ok, cô Hà tắt cái radio đi và nói chuyện trực tiếp đi cô. Từ năm 12. Dạ, mà ngày hôm qua em có người có làm hồ sơ em bảo lãnh cho người em chồng á năm 2012. Rồi ngày hôm qua em nhận được cái hồ sơ người đó gửi toàn bộ là giấy khai sinh rồi
tất cả những cái gì mà em gửi đầu tiên cho sở di trú á, thì người ta có gửi cho em một cái tờ đơn là I-130 mà em không biết cái đó là như thế nào, xin luật sư cho em biết. Ok, đây là, xin lỗi cô để tôi chỉnh lại cô nha, đây là ông xã cô bảo lãnh cho em của ông xã cô mà cô giúp điền hồ sơ phải không? Sao cô luật sư nói? Ok, cô Hà cúp điện thoại cho tôi đi. Tụi em cúp điện thoại để Tuấn có thể có cơ hội trả lời, tại nó ù quá. Thưa, nhắc nhở quý vị thôi, khi gọi vào, làm ơn vặn nhỏ cái radio và nói chuyện trực tiếp qua điện thoại thôi. Tại nếu mà không thì quý vị sẽ nghe hai tiếng nói lên tiếng nói trực tiếp của tôi và tiếng nói lặp lại, nó delay khoảng mấy giây mà tôi đã nói trước. Cho nên cả hai nó khó để cho mình hiểu, mình chú ý được. Nếu mà tôi đoán không sai, đây là cái câu hỏi của cô Hà nha, là cô giúp điền hồ sơ, tại vì nó không có cái diện em bảo lãnh cho em chồng. Ok, nó không có diện anh chị em là anh chị em của mình, chứ không phải là anh chị em của chồng. Cho nên cô giúp cho chồng cô làm hồ sơ để cho ông ta bảo lãnh cho em của ông ta. Thì cô nộp hồ sơ năm 2012, thì cô mới nhận được cái một số hồ sơ giấy tờ mà sở di trú trả lại cho cô. Đó. Thì đây là cái câu hỏi của cô, là tại sao mà cô nhận được giấy tờ như thế này? Ok. Thì cái câu trả lời rất là đơn giản thôi, là khi mình làm hồ sơ, mà khi mình nộp hồ sơ cho sở di trú không cần mình gửi cái bản gốc cho sở di trú, bản copy với bản dịch là đủ rồi. Đó. Cho nên nếu mà cô nhận được những cái bản gốc hoặc là bản mà có mộc, nó gọi là trích lục bản sau đó, thì bây giờ sở di trú trả lại cho cô và cho cô biết rằng là sở di trú không cần những cái bản gốc hoặc là những cái bản mà có mộc này, tại người ta cũng không có muốn giữ cái bản gốc để làm gì. Đó. Cho nên bước đầu tiên, đi vào cái trang nhà của cái website của sở di trú USCIS.gov, check cái case status của mình để xem cái hồ sơ được chấp thuận hay từ chối hoặc là yêu cầu bổ túc. Nếu mà người ta chưa có cái gì hết thì phần trăm cao là sở di trú đang trả lại những cái gì mà người ta không cần thiết mình nộp, especially những cái hồ sơ bản gốc hoặc là những cái hồ sơ mà có cái mộc đỏ mà gọi là trích lục bản sau. Và cùng một lúc là sở di trú cũng cho biết rằng là bây giờ người ta bắt đầu kéo cái hồ sơ đó ra, rồi từ từ người ta sẽ giải quyết. Nếu mà đầy đủ thì có thể chấp thuận chuyển qua trung tâm visa. Còn nếu mà không đầy đủ hoặc là khai san bị đăng ký trễ hạn thì coi chừng người ta yêu cầu bổ túc. Cho nên thỉnh thoảng check cái status, cái tình trạng hồ sơ mình trong cái website của sở di trú, đó là uscis.gov. Cảm ơn cô Hà ở Dallas rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lại.